Với mục tiêu lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký xe, Thông tư số 28 của Bộ Công an quy định kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, người dân có thể thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc là ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Tại nhiều cơ sở đăng ký xe ở Hà Nội thì nhiều người dân tỏ ra rất bất ngờ trước quy định này. Đăng ký xe cấp huyện. Nộp hồ sơ và đăng nhập tài khoản của VID nhé. Có mã xác thực OTP thì ấn vào. Hôm nay anh Lộc đến đăng ký mới cho chiếc xe máy của mình. Đến cơ quan công an làm thủ tục, anh mới biết từ đầu tháng 8, những chiếc xe lắp ráp hoặc được sản xuất trong nước hoàn toàn có thể thực hiện online trên ứng dụng VNEID. So với những người xếp hàng làm thủ tục trực tiếp, anh đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cũng có phần thuận tiện vì ở nhà được đăng ký xe. Thao tác thì cũng mình cập nhật thông tin của mình thì sẽ rất là dễ làm. Tuy nhiên, một số người dân gặp phải tình trạng nghẽn mạng khi khai báo trên ứng dụng này, khiến việc đăng ký xe online chưa được như mong muốn. Nên có cái giải pháp đồng bộ ấy, tại vì cái này hầu như phụ thuộc vào cái mạng đúng không? Như sáng nay chẳng hạn nhé, đơn giản ví dụ này, sáng nay cái mạng đầu tư công nó bị lỗi. Lỗi dẫn đến là gì? Rất nhiều người đến để đăng ký từ sáng sớm. Có thể như mình là 7 rưỡi 8 giờ lên nhưng mà bị lỗi như thế thì mình không khai được. Nhưng mà chỉ cần một cái khâu là mạng treo hoặc mạng trễ hoặc là nó bị quá tải chẳng hạn thì cái đấy hoàn toàn là sẽ ảnh hưởng đến cái người dân rất là nhiều. Đây là lần đầu cơ quan chức năng cung cấp dịch vụ công toàn trình đối với thủ tục hành chính đăng ký xe dành cho công dân Việt Nam được cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an và trên ứng dụng VNEID. Để thực hiện được việc này, đòi hỏi cần có sự phối hợp kết nối của rất nhiều hệ thống dữ liệu của các bộ ngành, đồng thời có sự thay đổi trong phương thức thực hiện. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông kết hợp với các đơn vị chức năng thành lập các tổ công tác đến trực tiếp các địa phương, đến cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh để trực tiếp hướng dẫn địa phương và tập huấn cho lực lượng cảnh sát giao thông ở các tỉnh, thành phố trên cả nước để hướng dẫn người dân. Nếu người dân có khó khăn thì sẽ tháo gỡ ngay tại chỗ để làm sao người dân có thể thực hiện được cái dịch vụ này một cách thuận lợi nhất, đảm bảo thực hiện được cái dịch vụ đăng ký xe tại nhà hoặc tại bất kỳ đâu trên môi trường điện tử. Cơ quan chức năng mong muốn người dân ủng hộ lực lượng công an trong cải cách thủ tục hành chính. Khi thực hiện thủ tục hành chính và có gì vướng mắc, người dân liên hệ trực tiếp với cán bộ và các tổ công tác do Bộ Công an thành lập tại các địa phương để kịp thời ghi nhận các vướng mắc, từ đó hoàn thiện hệ thống để phục vụ nhân dân tốt hơn. Thời gian gần đây, người dân xã Iapio, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai liên tục phản ánh việc một trang trại heo trên địa bàn lợi dụng trời mưa để xả thải ra môi trường. Theo người dân, thì nước suối ở khu vực này đã chuyển sang màu đen và phát tán mùi hôi thối do việc xả thải, làm ảnh hưởng đáng kể đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Đây là những hình ảnh mà người dân tại thôn Đoàn Kết và làng Phung, xã Iapio quay lại được sau những trận mưa lớn. Từ hình ảnh có thể thấy, nước thải đen kịt sủi bọt chảy ra từ đường ống nước của một trang trại heo và chảy thẳng xuống một con suối gần đó. Theo người dân, sau khi phát hiện có cá chết bất thường và nước suối thường xuyên đổi màu, nên đã lần theo dòng nước thì phát hiện sự việc trên. Trước đây là nước nó không có màu đục như nào hết, nhưng mà giờ đây là nó có màu đục các kiểu đấy, xong là cá nó cũng chết theo luôn. Thì phát hiện là leo lên theo cái cửa sổ đấy lên là thấy trà heo nó xả xuống, xong là mình mới biết là cá nó chết là tại nó xả cái phần heo đó xuống nước. Hiện tại có cái trại heo rồi là lúc mùa khô là hôi không chịu nổi, rất là hôi. Nhưng là lúc mùa khô là như thế. Sợ sau này ấy, cái nước kia mà nó thấm qua mấy cái giếng của người dân ấy, là ảnh hưởng tới con em mình. Mặc dù việc xả thải này đã diễn ra thường xuyên, thế nhưng chỉ khi người dân phản ánh và chia sẻ lên các trang mạng xã hội thì chính quyền địa phương ở đây mới thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế. Theo bước đầu kiểm tra, xã Iapio xác định được việc xả thải trên là từ trại chăn nuôi heo Minh Thiện 1, thôn Đoàn Kết. Tuy nhiên, phía đơn vị này lại cho rằng đây là ống xả thải nước mưa, chứ không phải là nước thải ra từ trang trại heo. Ban đầu chúng tôi xác định rằng cái cống này là, và cũng như theo thiết kế, cũng như là theo nguồn tin của người quản lý trang trại đây, thì cái cống này là nó từ cái bể chứa nước mưa của trang trại. Thì tuy nhiên rằng thì còn cái vấn đề mà nó nước đen ở đây, thì chúng tôi đang tiếp tục để kiểm tra. Theo tìm hiểu,
hiện có 14 dự án chăn nuôi heo được cấp phép triển khai tại khu vực này, trong đó 7 trang trại đã đi vào hoạt động. Việc hàng loạt trại heo được cấp phép trên địa bàn xã đã khiến người dân tại đây có quyền lo ngại về môi trường sống của họ trong tương lai, nhất là khi người dân thường xuyên phát hiện những trang trại này có dấu hiệu xả thải ra môi trường. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam với sự tham gia của hơn 5.000 người. Chương trình với chủ đề lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm vì nạn nhân da cam dioxin diễn ra tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Dù công việc khác nhau nhưng họ đều chung một mục đích, đó là chung tay tiếp sức với nạn nhân da cam thông qua hoạt động ý nghĩa này. Chương trình giúp đẩy mạnh công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin ở Việt Nam và có ý nghĩa rất thiết thực là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất hóa học và công cuộc khắc phục hậu quả của chiến tranh hóa học. Công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ các nạn nhân da cam dioxin. Thưa quý vị, có thể nào sao chép cách thực vật để tạo ra năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng đó để vận hành thế giới? Với đề tài nghiên cứu về lá nhân tạo do nhóm nghiên cứu ở Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Phong thực hiện. Giấc mơ đó có thể thực hiện được bởi những người Việt Nam đầy hoài bão. Đó là một giấc mơ dài và còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự kiên trì và bền bỉ trong nhiều năm nên nhóm nghiên cứu đã gặt hái được nhiều thành quả. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Phong cũng đã nhận được giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 cho một kết quả nghiên cứu về vật liệu xúc tác. Tại sao mình lại gọi nó là lá nhân tạo? Lý do là vì mình đang mô phỏng lại cái hoạt động của một cái lá ngoài tự nhiên. Mình đang thực hiện là làm thế nào để một cái lá nhân tạo của mình nó sinh ra hydro và oxy. Đây là những hình ảnh về lá nhân tạo đã được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Phong. Bắt đầu thực hiện đề tài này từ những năm 2009 ở nước ngoài. Năm 2015, anh trở về Việt Nam, thành lập đội ngũ riêng để tiếp tục giấc mơ về lá nhân tạo. Trình độ nghiên cứu của nhóm có thể đánh giá là ngang trình độ quốc tế. Tại vì các bạn ấy công bố ở trên những tạp chí rất là ảnh hưởng rất là cao. Mà đặc biệt cái công trình Phong ấy được giải thưởng Tạ Quang Bửu được gần 600 trích dẫn, một cái công trình tuyệt vời mà lại đăng ở cái tạp chí Nature Materials, thì mong mơ ước của những người làm khoa học. Đấy là một con người mà đúng là một nhà khoa học thực sự khiêm tốn, rất giỏi. Hoạt động nghiên cứu bền bỉ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Phong có đóng góp rất lớn cho xã hội, nhất là với bối cảnh hiện nay của Việt Nam. Trần Đình Phong còn có khả năng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu. Anh ấy hợp tác với rất nhiều các đối tác quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau. Đề tài về lá nhân tạo cũng đã có nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới có tiềm lực hơn hẳn, tập trung triển khai, nhưng Trần Đình Phong vẫn luôn kiên trì, bền bỉ, dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời mình để theo đuổi giấc mơ đẹp ấy. Cũng không chắc là độ 2-30 năm nữa, cái công nghệ mà bọn mình đang làm, cái lá nhân tạo bọn mình đang làm, có thể hiện thực hóa hay không? Hay là có những công nghệ khác, nó bắt đầu xuất hiện sau và nó đang cạnh tranh rồi. Nhưng mà vấn đề này là một vấn đề rất là khó và nó đang rất cần thiết đối với cái quá trình chuyển đổi năng lượng của chúng ta. Nhiều khi những nhóm nghiên cứu trẻ mới có thể có tiềm năng hạn chế hơn, nhưng lại có những cách tiếp cận, có những ý tưởng có thể cũng rất là thú vị. Và đấy chính là lý do mà đã thôi thúc chúng tôi tham gia cái nghiên cứu. Trên hành trình cống hiến ấy, nhóm nghiên cứu đã tìm ra các loại vật liệu rẻ hơn, tìm hiểu các phương pháp chế tạo xúc tác, cấu trúc, cơ chế vật liệu xúc tác tự chữa lành. Những kết quả đó cũng đã có đóng góp lớn cho khoa học, và đó là những mắt xích nối tiếp nhau để hiện thực hóa giấc mơ biến hydro trở thành nhiên liệu sạch trong tương lai.